Lý Gà Tà, mình tên là Thúy Lệ, mình tốt nghiệp năm tháng 3 năm 2020. Chắc các bạn cũng biết mình rồi nhỉ, tại vì mình cũng hay đi đây đi đó nên là nhiều các bạn cũng biết mình. Thì mình tốt nghiệp năm tháng 3 năm 2020, thì hiện tại là bây giờ đang làm việc tại Lý Gà Tà. Ngày 1 tháng 4 năm 2020 thì mình bắt đầu là làm lễ nhập vào công ty. Thì sau vào công ty thì mình làm ở phòng của giám đốc. Thì mình vừa là thư ký giám đốc mà lại vừa là người làm bộ phận văn phòng của bên công ty, của bên phòng thiết kế. Công việc chính của mình là làm những cái bản báo cáo, rồi tính chi phí, kinh phí của phòng thiết kế một tháng đã sử dụng bao nhiêu tiền, đã làm ra bao nhiêu tiền, làm ra bao nhiêu sản phẩm, hoàn thành và ra bao nhiêu sản phẩm. Thì tất cả mình đều làm những cái bảng đấy và nộp cho trưởng phòng của phòng thiết kế. Mình học ở tại trường NBC là 2 năm. Thì mình thấy là cái điểm mà mình cảm thấy là nó tốt nhất là cái điểm là mình học ở đây được là cái mana, tức là cái như kiểu là những cái quy tắc ở mà ứng xử ở Nhật đấy. Thì những cái đấy thì nếu mà như các bạn nghĩ thì nó nghĩ là bình thường, chỉ cần là ra ngoài cửa phòng thì là gõ cửa phòng hay là làm những cái chuyện như kiểu là giống ở trong sách giáo khoa thôi, nhưng mà thực sự là bên ngoài lề đấy thì cô còn chỉ cho mình, cô giáo hoặc thầy giáo còn chỉ cho mình rất là nhiều thứ ấy. Thế nên là mình cảm thấy là cái tốt nhất mà mình học ở NBC tính đến đó chính là học về những cái quy tắc ứng xử ở trong giao tiếp, ở trong trong văn phòng hay là ngoài đời đối với người Nhật chẳng hạn. Và công ty này đầu tiên là tớ đi phỏng vấn, cũng như các bạn là đi phỏng vấn rất là nhiều công ty. Thì đầu tiên mình phải có, nếu mà để mà đi làm ấy, thì mình phải có mục đích rõ ràng. Như là mình xác định là mình phải làm được ở công ty của Nhật này. Thứ nhất là làm công ty của Nhật, và thứ hai là làm công ty của Nhật tại Lý Gà Tà. Tại vì mình mong muốn là mình phải gắn bó với Lý Gà Tà dài lâu. Và cái thứ hai là mình phải làm công việc văn phòng, chứ mình không làm công việc như là ở công xưởng hay là gì. Thì mình có xác định hai vấn đề rõ ràng như thế. Nên xong bắt đầu mình đi phỏng vấn các thứ. Mình đi phỏng vấn xong thì có nhiều công ty người ta đưa luôn là mai tê các thứ cho mình. Thế nhưng mà có mỗi công ty mà bây giờ mình đang làm ấy, là người ta có thứ nhất là mức lương hợp lý, và cái thứ hai là công việc của người ta rõ ràng, và cái thứ công việc rõ ràng, ổn định. Thế nên là mình đã chọn công ty này. Em vào NBC nó phải là một cái duyên, thật sự là duyên ấy. Vì lúc đầu là em muốn đi Osaka các thứ ấy. Thế nhưng mà vào đến NBC rồi thì em thấy là cái trường này, nếu mà khoảng cách giữa giáo viên và học sinh thì nó là hầu như là không có. Chẳng hạn như là bài báo cáo các thứ ấy mà không có kịp thì chỉ cần nhắn tin cho thầy, em chỉ chậm đúng 5-10 phút, nhưng mà đúng 5-10 phút sau là phải gửi, chứ không có kiểu dầm dề ấy. Thì em thấy là vào trong này tìm được nhiều bạn người Nhật cũng có, bạn người Việt cũng có, rồi là thầy cô giáo thì đối xử rất là ok. Hay dạ, mọi người thì em nghĩ là mọi người ai cũng có là muốn là làm ở Nhật một vài năm sau đó là mới về Việt Nam. Thì em nghĩ là mọi người, thứ nhất là về cái việc mà chuẩn bị cho mình một cái sơ yếu lý lịch phải thật là hoành tráng, và sau đó là khi mà đi phỏng vấn nữa thì phải biết cách để tự nâng bản thân của mình lên, cái chỗ nào cần nâng, cái chỗ nào cần hạ xuống. Thì mọi người cần phải biết cách, cần phải học, phải tập mên dây dừa với cô giáo thật là nhiều vào, để sau đó lúc mà mình đi phỏng vấn ấy thì mình không còn bị bỡ ngỡ. Khi mà nhà tuyển dụng người ta có đưa ra câu hỏi gì cho mình ấy thì mình cũng đều có thể trả lời một cách trơn tru. Thì em nghĩ đấy là cái mà lời khuyên của em dành cho mọi người.